Em sẽ view lên tất cả những sản phẩm hiện đang có trong salon mình ha, để sơ lược lại một số cái mà có nhiều khi anh chị em chưa có biết hết những cái sản phẩm bên salon em là có cái gì và chưa có cái gì ha. Còn nếu mà anh em nào mà đã thấy rồi, đã biết rồi thì thông cảm nha, bởi vì thứ nhất á, là em cũng muốn bán online cho anh em bà con trên mạng xã hội. Thứ hai nữa là có một số bà con á, bây giờ có bằng lái rồi, có tiền rồi đó, nhưng mà không biết tìm mua xe ở đâu. Thì mỗi ngày á, Tâm sẽ chọn một sản phẩm tốt và hợp tình hợp lý, hợp giá thị trường để Tâm view lên. Biết đâu là một trong những con xe mà Tâm view lên hôm nay là có một cái sự đồng nhất mà khi mà anh em bà con đang tìm kiếm ha, hoặc là anh em bà con muốn sở hữu một con xe nào mà không biết đặt niềm tin vô ở đâu, thì hãy xin liên hệ ngay cho salon ô tô Duy Tâm em đó. Biết đâu em sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh em bà con, thì anh em bà con có thể thấy hợp lý thì ủng hộ bên em, đôi bên mình cùng nhau phát triển và đều có lợi hết ha. Ví dụ như bà con mua được con xe giá cả hợp lý và có một cái nơi chịu trách nhiệm cho mình là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là sản phẩm như thế nào, và cái thứ ba nữa là cũng quen thêm được một người bán hàng hết sức là nhiệt tình ha. Còn em nói em tốt hay em xấu thì để thời gian sẽ trả lời nha anh em bà con ha. Thì hôm nay Tâm còn một ít xe nữa Tâm sẽ view lên hết. Chiếc xe đầu tiên là chiếc Kia bản đủ đời số sàn, đời cuối 2014 và đầu 2015, giấy tờ 2015, Picato đó, 1.25 bản đủ nha, xe rất là đẹp, là bên Tâm bán con xe này là đẹp lắm nè. Biển số 83 chính chủ, tất cả xe hơi thì anh em bà con khỏi phải lo về mặt giấy tờ nha, tất cả xe hơi là đều chính chủ, công chứng mua bán ủy quyền đúng hồ sơ được hết. Đây là một con xe Kia Picanto bản đủ rất là đẹp ha. À, bên Tâm bán là 228 triệu hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em bà con nha. Con xe đầu tiên, và con xe tiếp theo thứ hai là con xe Chevrolet Aveo đời cuối 2014, một chủ mua mới từ đầu, gốc Sài Gòn, biển biển Sài Gòn, số tự động màu trắng, xe rất là đẹp từ đầu tới đuôi là không lỗi nhỏ nha, cam kết không lỗi nhỏ, đẹp từ trong ra ngoài ha, rin hết, nội thất nỉ rin hết, số tự động vô lăng 4 chấu, số tự động này nè, vô lăng 4 chấu nè đó. Xe này bên Tâm đang xả luôn với một cái mức giá là cực kỳ hợp lý luôn, 240 triệu, hầu như là sắp bằng số sàn luôn rồi. Số sàn là Tâm cũng nhập vô, có đôi khi Tâm bán ra cũng là 230, 23 mấy rồi đó, số tự động mà bán 240 anh em cũng đủ biết rồi ha. Nói chung là có một cái mục đích và một cái hướng làm khác người, nên Tâm đã trong thời gian vừa qua là Tâm được sự ủng hộ đồng tình của bà con cả nước rất là nhiều, Tâm bán cả nước Việt Nam này luôn, hầu như chỗ nào cũng có mặt xe của Tâm hết á. Nhưng mà có nghĩa là đi bằng đường bộ nè, đi bằng vận chuyển bằng xe xe chuyên dụng nè, rồi cho tài xế chạy đến nhà người dân nè. Ví dụ như anh em mà con mua xe ở bên salon ô tô Duy Tâm em không, bà con chỉ cần đặt cọc 5 triệu, 7 triệu, 3 triệu là Tâm sẽ cho người chạy xuống tới nhà luôn. Bà con ưng thì lấy, còn không ưng á thì cứ phụ tiền xăng cộ tài xế chạy về. Ví dụ như là tối thiểu là 500 ngàn, 1 triệu, 2 triệu. Nhưng mà nào giờ, hầu như là chưa có cái xe nào mà đi rồi về không hết á. Đa phần là 99% là thành công, chỉ có 1% là thất bại thôi ha. Nhiều khi cái người đó họ chưa có chín chắn, họ chưa có suy nghĩ tới đó, hay là như thế nào đó thì Tâm cũng không dám nói, nhưng mà nếu mà mức độ thất bại thì chỉ có 1% thôi, nên Tâm rất là tự tin về cách làm của mình ha. Hiện nay là Tâm sẽ view lên hết, bà con thích xe nào cứ gọi trực tiếp cho Tâm, Tâm sẽ có video từng chiếc một để Tâm gửi qua cho anh em bà con ha. Ở đây là địa chỉ nhà mình là Mỹ Đức, Bình Mỹ, Bắc Tân Uyên, Bình Dương, salon ô tô Duy Tâm, số điện thoại là 0917 215 512 nha. Đó, và chiếc Captiva, Captiva là cuối 2007 và đầu 2008, xe đẹp, rất là đẹp, máy máy rin, thân vỏ bên ngoài là 100% là không lỗi, sạch đẹp, thẳng thẳng chuẩn men, bốn vỏ mới, máy ngon như ý, về là chỉ việc đổ xăng chạy thôi, không có tốn 1.000 nào nữa hết. À, chính chủ công chứng không, giờ đừng có nói tới mặt giấy tờ nữa, tất cả giấy tờ xe hơi là đều được ký về salon ô tô Duy Tâm hết, nên anh em bà con chỉ biết mua, còn mặt giấy tờ là Tâm lo hết đó. Tâm có thể rút hồ sơ gốc cho anh em bà con, hoặc là anh em bà con tự đến công an tỉnh nhà mình nộp hồ sơ, hoặc là Tâm sẽ cho người đến nộp luôn, thì nó tốn thêm một cái chút xíu phí phí dịch vụ là tương đương với khoảng 2 triệu đồng nữa, còn anh em bà con tự nộp thì không phải mất 2 triệu đó. Nên về mặt giấy tờ là anh em khỏi phải lo, muốn ký mua bán, muốn ủy quyền, muốn rút hồ sơ, muốn sang tên, muốn gì cũng được hết. Nên giờ mình chỉ bàn về xe và giá thôi ha, còn mặt giấy tờ khỏi phải lo ha. Captiva đời cuối 2007 và đầu 2008, số sàn, xe rin thật là rin và đẹp chuẩn. Tâm có view một cái bài riêng của nó rồi. Xe này Tâm bán là 230 triệu, nhưng mà hiện nay Tâm hạ giá luôn 225 triệu cho anh em bà con luôn ha, không thương lượng nha anh em.
225 triệu không còn để không thể thương lượng được nữa. 225 triệu cho con Captiva đời 2007 cực kỳ đẹp. Đẹp lắm, đăng kiểm dài, vỏ mới. Nói chung là mua về chỉ việc đổ xăng chạy thôi, không có tốn 1.000 luôn. Phải nói là không tốn 1.000 luôn. Innova Captiva 7 chỗ ngồi. Xe rất là đẹp, nhìn cái nội thất là thấy khoái liền. Màn hình cam lùi. Đó, đồ chơi cũng có cơ bản hết rồi. 225 triệu không thể rẻ hơn được nữa nha. Đó là một con xe Captiva 7 chỗ ngồi, nhìn nó rất là hầm hố và sang trọng ha. 225 triệu chốt. Đây là con Daewoo Gentra đời 2011 93A 00353 màu đen. Xe cũng thật là rin nha. Máy chạy bao ngon cho anh em bà con luôn ha. Máy rin chạy ngon, từ đầu tới đuôi là keo chỉ đủ, không một lỗi nhỏ. Này là tấm chốt cho anh em bà con là 170 nha. Ghế nhung nỉ là rin hết. Mới cứng luôn. Ghế nhung nỉ mà nó mới dày luôn thì anh em cũng đủ hiểu cái chất xe như thế nào ha. Tâm bán cho anh em bà con xe này là 170, hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em bà con. Qua lăng cần số rất là đẹp, có màn hình, có cam lùi. Đó, có nhạc. Thì nói chung là đồ chơi cũng đã được cơ bản rồi ha. Vỏ mới, mâm đúc, thắng đĩa an toàn. À, và có đăng kiểm còn dài luôn ha. Đăng kiểm qua năm 2022. Cam lùi các kiểu luôn ha. Rồi, 170 triệu đời 2011, Daewoo Gentra màu đen, mâm đúc, vỏ mới, xe đẹp. Để anh em nhìn nè, xe đẹp lắm, rất là có tướng, có duyên, chất lượng ổn định, chạy ngon. Xe này tâm biết mà gầm bệ im, máy móc ngon, leo lên là chỉ việc là sướng thôi chứ không cần phải tốn thêm bất cứ một cái ngàn nào nữa hết, mà nó cũng đã đẹp sẵn rồi. Nước sơn bên ngoài rất là đẹp ha. 170 triệu. Kế tiếp đây là chiếc Ford Everest máy dầu cuối 2005, động cơ là trục bô rồi. Trục bô có nghĩa là có bộ tăng áp, chạy nó sẽ ngon hơn những cái xe không có trục bô nha anh em. Sở hữu là màu đen, xe rin từ đầu tới đuôi. Biển số là 68 Kiên Giang, gốc số Kiên Giang từ nào giờ luôn. Năm vỏ mới tinh, năm vỏ mới tinh nè. Đó, anh em thấy không, năm cái vỏ mới tinh. Đó, có máy chạy nhẹ như ý luôn. Nói chung ý mình sao là cái xe này nó được vậy luôn á. Máy chạy nhẹ như ý luôn. Nội thất đẹp, ngoại thất đẹp. Mua về chỉ việc xài thôi, không cần phải tốn kém bất cứ 1.000 nào nữa hết. Là tâm chốt cho anh em bà con là 225 triệu. Hôm nay là tâm đọc giá chốt nha anh em bà con. Chốt có nghĩa là anh em bà con cũng đủ hiểu ý tâm rồi ha. Chốt có nghĩa là chỉ giá đó thôi chứ không còn thương lượng được nữa. 225 triệu là Ford Everest máy dầu cuối 2005 và đầu 2006, màu đen. Xe rất là rin ha, rin thật là rin từ đầu tới đuôi, không một lỗi nhỏ. 225 triệu là một con giá chốt cho con Ford Everest máy dầu. Hai cho động cơ là 2.5. Mức tiêu hao nhiên liệu là 6 lít trên 100 km. Xe là cực kỳ là rin ha, rin từ đầu tới đuôi và đẹp. Mua về chỉ việc chạy thôi, không có tốn 1.000 nào hết. Đăng kiểm tới tháng 12/2021. Năm vỏ mới, máy rin, keo chỉ đủ 100%, không mắc phân nào. 225 triệu là con Ford Everest máy dầu nhé, 7 chỗ ngồi. Và tiếp theo đây là chiếc Kia Morning bản đủ Seaport đời 2012, 61A 90395 màu vàng chanh. Xe này thì được sở hữu là mâm đúc rin theo xe, đăng kiểm thì còn dài đến năm 2022 đó. Và nội thất thì đẹp, ngoại thất thì đẹp, đặc biệt 100% là không lỗi, keo chỉ đủ, không mắc một phân. Nội thất bọc da màu đen, vô màn hình Android, cam hành trình trước sau đầy đủ. Xe này giờ về là chỉ việc xài thôi nha. Đồ chơi là ngập lối luôn. Anh em nhìn thấy đồ chơi nè, màn hình nè. Màn hình, đồ chơi quá trời đồ chơi luôn. Có màn hình, đồ cam lùi, cam hành trình, đồ các kiểu luôn ha. Tâm bán cho anh em bà con là 165 triệu không thương lượng nha. Đồ chơi ngập luôn, đồ chơi không, bữa gắn đồ chơi không hết cả chục triệu à. Mới vừa gắn luôn, đồ chơi mới gắn luôn. Xe này chính chủ công chứng, Tâm đang đứng tên nha. Chưa có ký khai lần nào luôn ha. 165 triệu không thương lượng nha anh em. 165 triệu cho con Kia Morning, gắn ngập đồ chơi luôn, bản đủ. Qua lăng 4 cháu, tích hợp thắng ABS và túi khí an toàn. Bản đủ Seaport ha, máy rin 100% nha. Bao ngon, bao im. Và động cơ là rin, đồ chơi là vô tùm lum hết rồi. Màn hình cam lùi, cam hành trình ha. 4 vỏ mới, đăng kiểm dài, 165 triệu không thương lượng nha anh em. Kia Morning đời 2012 bản đủ. Và chiếc Vios bản G, biển số 50LD là 50, có nghĩa là thành phố. Xe này là xe của giám đốc công ty đi ha, chạy đúng 47.000, số tự động. Bản G là bản cao cấp nhất. Tâm chốt cho anh em bà con là 430 triệu không thương lượng nha. 2017 bản G, xe rin toàn tập, rin 100%, nước sơn rin hầu như là cả xe,
vỏ lốp còn theo xe hết. Vios bản G. Bản G là bản cao cấp nhất của Vios, hiện nay đi mua mới là 620 triệu. Xe này Tâm đang bán cho anh em bà con là 630 triệu, 430 triệu nha. 430 triệu bản G số tự động Vios. Cuối 2017 và đầu 2018, một chủ mua mới từ đầu, biển Sài Gòn, gốc Sài Gòn. Xe này thì về sang tên, nếu ai ở Sài Gòn và ở Hà Nội thì xe này sang tên không phải mất 20 triệu nha anh em. Còn nếu anh em nào ở huyện thị thì sang tên, xe này rất là đơn giản và rẻ tiền ha. Nếu ở Sài Gòn thì cũng rẻ tiền luôn, nó được cái lợi thế là nó Sài Gòn nên nó không phải tốn kém thêm tiền gì nữa hết. Vios bản G số tự động, cuối 2017, một chủ mua mới từ đầu, biển số thành phố, xe chuẩn rin, chạy thì thôi khỏi nói đi ha. Nói chung là xe này bà con mà lên chạy là bà con ưng liền. Đây nè, nhìn cái qua lăng cần số nè, đẹp nhất nách đó, thấy không, như mới luôn ha. Nội thất này là như mới luôn, nội thất bọc da từ ngày xuất xưởng tới giờ nha. Túp lô túp bi nè, khỏi phải bàn cãi đi ha. 430 triệu. Kia Morning 2017 màu xanh mật, biển số 60, bản đủ, bản đủ 2017 là lên mâm mới rồi nha anh em. Rin theo xe hết, vỏ lốp còn theo xe, chạy đúng 51.000, vỏ lốp còn rin theo xe hết, màu xanh mật, biển số 60A 939350, màu xanh mật, xe rất là đẹp ha. Bản C có nghĩa là bản đủ nha, có kết hợp xi nhan gương và kết hợp qua lăng, remote lóc cửa, thắng ABS, túi khí an toàn, có màn hình và có cam lùi nha anh em. Nội thất thì đẹp, thơm, mở xe ra nghe mùi thơm luôn, mới lắm, rất là mới. Chốt cho anh em bà con là 235 triệu. Tất cả những cái xe này là Tâm đọc giá chốt hết nha, mong anh em thông cảm mà không thương lượng được nữa nha. 235 triệu cho con Kia Morning cuối 2017, bản C là bản đủ ha. Xe này bây giờ bản đủ là bản cao cấp nhất của dòng Kia Morning, và Kia Morning số sàn là đây là một cái dòng cao cấp nhất rồi ha. Bản C 1.25 mâm mới, kiểu mới và 5 cái lớp còn rin theo xe hết. Chiếc kế tiếp đây là chiếc Chevrolet Spark đời cuối 2012, động cơ là 1.2, góc số Bình Dương, mua mới từ đầu, 61A07896, màu đỏ, xe rin toàn tập nha anh em. Đó, mâm đúc, đăng kiểm dài, 4 vỏ mới, 100% là không lỗi, keo chỉ không mắc một phân. Nội thất thì đẹp, nội thất đẹp, rin, qua lăng cần số đẹp hết. Xe này mua về chạy thôi, không có cần phải làm một cái thứ gì nữa hết nha anh em. Động cơ tới 1.25 bốn máy chứ không phải là 1 chấm nha. Xe này Tâm bán cho anh em với một cái mức giá là hạ sập sàn luôn, 157 triệu. 157 triệu cho con Chevrolet Spark đời 2012, động cơ là 1.25, động cơ 1.25 nha. Nhưng mà chỉ bán cái mức giá là hổm là Tâm bán 160 mấy, nay Tâm bán cho anh em bà con là 157 triệu. Đó, lợi ích thôi, bán nhanh để xây chuyển công việc không. Rồi, nhớ nha anh em, Chevrolet Spark đời 20 cuối 2012, động cơ là 1.25, rin từ đầu tới đuôi, nếu phát hiện lỗi tặng xe luôn, máy rin luôn ha. Tâm bán cho anh em bà con là 157 triệu, không thể rẻ hơn được nữa nha. Chiếc kế tiếp là chiếc Chevrolet Cruze đời cuối 2010, màu trắng, biển số 47A01781. Xe này thì rất là đẹp, tướng tá đẹp, đồ chơi gắn ngập luôn rồi. Tâm bán xe này cho anh em bà con với một cái mức giá là 225 triệu. 225 triệu là giá chốt. Bây giờ nếu mà anh em bà con mua xe này thì Tâm chốt cho anh em bà con luôn 220 triệu, không thương lượng. Thương lượng gì nữa mà thương lượng. Đó, Chevrolet Cruze mà cuối 2010 mà form dáng đẹp, nội thất là đồ chơi full ngập lối luôn rồi. Nước sơn bên ngoài là bóng ngáo luôn, và rin, nước sơn rin còn khá là nhiều nha. Sơn đẹp lắm, này anh em nhìn thấy nước sơn rất là đẹp ha. Nội thất nè, màn hình cam lùi, cam hành trình, đồ chơi quá trời đồ chơi luôn, màn hình chà bá luôn. Xe như ý, xe ưng ý á. Xe này Tâm đang bán cho anh em bà con là 225 triệu, nhưng mà hiện nay Tâm bán cho anh em bà con là 220 triệu luôn. 220 triệu cho con Chevrolet Cruze đời cuối 2010 đầu 2011, 220 triệu. Đó, xe rin như ý, chạy bao ngon, im ru, không có tiếng động lạ luôn nha. Bao ngon, bao im cho anh em bà con, đồ chơi không có đóng tiền rồi. Chevrolet Cruze cuối 2010 đầu 2011, 220 triệu, không thương lượng nha. Tất cả những cái giá này là giá chốt hết, không thương lượng được nha anh em. Và chiếc Chevrolet Spark đời 2015, biển số 61A95580, màu bạc, xe đẹp, liền lạc, 4 cái vỏ mới tinh, 4 vỏ mới vừa được thay luôn. Đó, xe rất là đẹp ha, biển số là 61A95580. Xe này Tâm bán cho anh em bà con với một cái mức giá là 160
160 triệu nha anh em, 160 triệu không thương lượng. Xe này Tâm đang bán là 167 triệu nè, bán cho anh em 160 triệu luôn đó, bán nhanh luôn, không thể rẻ hơn được nữa đâu. Nếu 160 triệu mà anh em không mua nữa là không có mua, mua không có xe đâu, từ đầu tới đuôi là không lỗi nha. Và không ca bao cho anh em là không lỗi nè, máy móc ổn định nè, sạch sẽ nè đó, không khoan không đục, không dịch vụ taxi ha, nội thất là đẹp hết, nội thất là ghế nhung nỉ zin mới tinh. 160 triệu là không thương lượng nha anh em, nếu thương lượng nó là hết mua bán được luôn á. Đây nè, tem kiểm định rồi, là cái mức tiêu hao nhiên liệu rồi nè, số khung số máy đâu nè, nằm hết đây ha. Chevrolet Bắc đời 2015, bốn cái vỏ mới tinh và đăng kiểm, đăng kiểm thì còn tháng 9 2021. Xe này đăng kiểm 1.5 năm nha anh em, chưa có công chứng mua bán ủy quyền cho ai hết. Giờ ai mà mua là được công chứng mua bán ủy quyền luôn. Gương chỉnh điện và bấm điện Chevrolet Spark đời cuối 2015 màu bạc, xe đẹp, bốn vỏ mới, nội thất đẹp như mới, nội thất rin hết mới tinh đó. Tôi tí nữa Tâm rửa ráy nè, hút bụi nữa cái là tuyệt vời nè. Cái này thì bước lên bước xuống thì nó có cát có sình ha, 160 triệu. Chiếc đây là chiếc Avel cuối 2016 và đầu 2017, gốc là gốc Sài Gòn, mới sang tên về Cần Thơ nay được vài tháng à. 65A23781. Nếu anh em nào ở Sài Gòn mua con xe này về thì sang tên rất là rẻ ha, sang tên nó rẻ. Màu trắng, xe thì biển số Cần Thơ, nội thất đẹp lắm. Nghe nè, nghe nghe số tự động. Alo, chưa có, tôi chuyển liền, khỏi cần hỏi, có đưa liền cho, tại ngày mai anh em mới lấy xe, bữa nay họ mới cọc à. Rồi rồi, có báo liền cho, có đời nào để hỏi đâu mà. Đó thì anh em thấy ha, đây là con màu trắng, số tự động, rất là đẹp, 65A23781. Bốn vỏ còn khoảng 80% ha. Nước sơn bên ngoài thì còn rin khá là nhiều nha, nước sơn bên ngoài thì còn rin. Nói chung là xe này là nước sơn rin khoảng 60% ha. Đăng kiểm tới tháng 12/2021, màu trắng, máy rin 100%. Đó, số tự động. Nếu anh em nào mà ở Sài Gòn mua xe này về thì sang tên là rất là rẻ, không phải tốn 20 triệu. Còn nếu mà ở tỉnh thành khác thì sang tên bình thường như những cái xe khác thôi, là tốn xe này nếu sang tên thì tốn khoảng 6 triệu, thuế xe này 5 triệu rồi. Lấy biển số tùy theo huyện thị nữa. Xe này sang tên khoảng 6 triệu 7 triệu. Mà nếu thành phố Hồ Chí Minh thì sang tên cũng phải 6 triệu 7 triệu. Nói chung là nó rẻ. Nguyên do là nó được nguồn gốc là ở Sài Gòn. Ngày xưa người ta đã chịu cái thuế phí Sài Gòn rồi, nên bây giờ rút về bất cứ tỉnh thành nào sang tên rất là dễ và rất là rẻ ha, kể cả thành phố Hồ Chí Minh. Nội thất thì bọc 5D đẹp, màu kem, máy rin 100%, xe keo chỉ đủ, không một lỗi nhỏ. Cuối 2016 và đầu 2017, số tự động, bản đủ, gương chỉnh điện và gập điện, túi khí an toàn và thắng ABS, màu trắng, rất là đẹp ha. Tâm chốt cho anh em bà con luôn là 265 triệu không thương lượng nha, 265 triệu không thương lượng cho con Chevrolet Avel cuối 2016, số tự động, màu trắng. Chiếc Lacetti màu bạc, biển số 72A35170. Xe này thì rin thật là rin luôn, 72 tức là Vũng Tàu nha anh em. Đây cho anh em coi nè, đời 2010. Xe này bên Tâm bán với một cái mức giá là 170 triệu không thương lượng ha, 170 triệu. Xe đẹp, ok, chuẩn, từ trong ra ngoài đẹp hết nha anh em. 170 triệu cho con 72A Lacetti đời 2010, máy rin, imru, không lỗi lầm, 72A 35170. Xe đẹp nha. Chiếc tiếp cuối cùng nữa là chiếc Daewoo Lacetti 93A19432, cũng là sở hữu màu bạc luôn, mâm đúc vỏ mới, đăng kiểm còn dài, nội thất thì bọc da màu kem là hết rồi. Đây nội thất nè, đang bán cho anh em bà con với một cái mức giá là 180 triệu ha, 180 triệu cho con Daewoo Lacetti 2011, form mới, dáng mới và máy mới rồi nha anh em. Cái này máy mới rồi chứ không phải là máy cũ nữa ha, cái máy mới, máy y như máy cru vậy đó. 100% là không lỗi nha, từ đầu tới đuôi là xe không lỗi ha, đó, không lỗi nhỏ luôn, vỏ mới, mâm đúc, thắng đĩa đó. Máy mới, form mới, rất là đẹp. Gốc số là Bình Phước từ nào giờ luôn, đời 2011, 180 triệu. Đó là trong xe, trong salon còn một mớ là Tâm view lên hết rồi đó.
Còn mấy con bên đây nữa nè, mấy con bên đây là cũng cũng dễ mua dễ bán ha, dễ sử dụng ha. Avel 2017 máy mới, form mới, số tự động 61A36248 màu đen. Xe này hôm nay là Tâm đang bán là 275 280, nay Tâm bán cho anh em bà con là 270 cho con Chevrolet Avel đời 2017, form mới, dáng mới và máy mới nha anh em, 270 triệu, không thể rẻ hơn được nữa ha. Xe đẹp lắm, từ đầu tới đuôi là không trầy xước, không mấp méo, không lỗi lầm gì hết á, 270 triệu à. Đây anh em nhìn nha, cái máy mới luôn rồi chứ không phải là máy cũ nữa, mặt ca lăng cũng khác luôn rồi, đèn đuốc cũng có nhiều cái thay đổi khác rồi, mâm mới tinh, vỏ mới, đăng kiểm dài. Đây anh em nhìn nè, màu đen, 270 triệu số tự động nha anh em, 2017. Với cái tầm tiền dưới 300 triệu mà mua đời cao mà số tự động rất là khó mua nha. Mua con xe này cũng là một trong những con xe hợp tình hợp lý ha. Mua con xe này đi cũng là ok nha anh em. Chevrolet Avel 2017, số tự động. 270 triệu ha, đăng kiểm dài, vỏ mới. Đây là con Chevrolet Avel 2013, số sàn. Màu bạc, biển số 79A03394. Xe này thì cũng đẹp đó, không lỗi, từ đầu tới đuôi không lỗi. Keo chỉ đủ, nội thất thì ghế nhung nỉ rin hết, màu bạc nha. Đăng kiểm thì mới, vỏ thì còn khoảng 60-70% thôi, chứ cũng không được mới lắm đâu. Mà vỏ này rẻ lắm, 4 cái vỏ chỉ có 4 triệu à. Biển số 79A03394. Nội thất là ghế nhung nỉ rin hết, mới tinh. Ngoại thất thì đẹp, không có vết trầy xước luôn. Và mình thùng rất là mỏng và thẳng ha, không có dấu hiệu mà trét bột hay là làm gì nhiều hết á. Giờ mua xe này giờ là chạy thôi nha. Nội thất nè, nội thất đẹp, rất là đẹp ha. Ghế nhung nỉ rin hết. Xe này chưa lên đồ chơi, có màn hình nha anh em, có màn hình, có nhạc. Đây nội thất rin hết, ghế nhung nỉ rin mới cứng luôn ha. Máy rin im ru à, máy này chạy rất là im, im nhẹ, con số nhẹ hiều à, không có hú, không có giọng, không có giật gì hết á. Chốt cho anh em bà con luôn là xe này 190 triệu cho con Chevrolet Avel đời 2013. Một chủ mua mới từ đầu, không lỗi, không tai nạn, không dịch vụ taxi, không đâm đụng ha. Chiếc Innova, Innova đời 2011, biển số 68A05631. 05631 màu bạc. Xe rin thật là rin ha, 4 vỏ mới. Mâm này là mâm mới rồi, mặt ca lăng mới rồi nha anh em, 2011 nè. Đăng kiểm còn tới tháng 12/2021. Mặt ca lăng mới nè, 68A05631. Xe rin, máy chạy nhẹ như ý luôn. Nội thất là ghế nhung nỉ rin hết. Bán 315 triệu nha anh em, 315 triệu. 2011, form dáng mới, kiểu mới. Đây, anh em nhìn nè, nội thất. Ghế nhung nỉ rin hết. Qua lăng cần số đẹp. Anh em nào mà có yêu thích bất cứ xe nào á thì hãy gọi điện trực tiếp cho Tâm, Tâm sẽ gửi cụ thể hình ảnh video qua cho anh em coi từng chiếc một. Còn bây giờ là số lượng nhiều quá rồi, quay qua từng chiếc thì nó lâu, nên Tâm quay sơ lược từng như vậy thôi ha. Anh em mà có yêu thích xe đó thì cứ yêu cầu, Tâm sẽ gửi video qua cho anh em coi ha. Đây nè, đó, 315 triệu chiếc Chevrolet Avel cuối 2011 và đầu 2012, màu đen, một chủ mua mới từ đầu, góc số Sài Gòn, biển Sài Gòn. Chevrolet Avel 51A22704. Xe này đăng kiểm là 1 năm, máy rin 100%, nó nổ mà đứng gần hầu như là không nghe tiếng nổ luôn đó anh em. Mâm đúc, vỏ mới, đăng kiểm còn tới tháng 11/2021. Máy rin 100% nha, máy rin mà mới tinh nè. Nội thất rất là đẹp, ghế nhung nỉ rin hết. Màn hình cam lùi đã có không? Nước sơn thì cũng còn khá là đẹp, nhưng mà ở đây là dựng nó bụi nhiều á anh em, giờ mà vỏ dép mới tinh nè, bụi quá bụi luôn. Xe này nước sơn rất là đẹp nha, rửa ra một cái, rửa xà bông ra một cái là mới lắm. Tâm chốt cho anh em bà con luôn là 190 không thương lượng nha, 190. Đây nhìn rất là đẹp ha, qua lăng cần số đẹp, đẹp nhất nách. Ghế nhung nỉ mới hết, chưa có màn hình nè, mới lên màn hình nè, màn hình nhạc đồ bậy bạ, với cam lùi đồ thôi. Ghế nhung nỉ rất là đẹp, 190 triệu cho con Chevrolet Avel màu đen rồi cuối 2011 và đầu 2012. Xe đẹp chuẩn, đẹp chuẩn luôn nha anh em.
chiếc Ford Ranger 2 cầu, đăng kiểm còn tới tháng 8 2021, gốc Bình Phước từ nào giờ luôn, 4 cái vỏ mới, 4 vỏ rất còn rất là mới ha. Biển số 93, đời 2009, giấy tờ đăng ký 2010, động cơ là 2.5, 2 cầu, máy dầu. Xe này gốc số Bình Phước từ nào giờ luôn nha, mâm đúc, thắng đĩa an toàn, túi khí an toàn luôn, thắng đĩa ABS và túi khí an toàn nha anh em. Đây có túi khí an toàn hai bên luôn ha, thắng đĩa ABS hai cầu luôn nha, hai cầu đang hoạt động bình thường nha. Có màn hình và nội thất thì đẹp á, nội thất thì rất là đẹp. Đây anh em nhìn xe là cũng đủ biết rồi ha, keo chỉ đủ 100%, không mắc phân nào nha, bao đẹp cho anh em bà con luôn ha. Túp lô túp bi, nhìn cái qua lăng là cũng phải đánh giá được cái xe này nha. Đó, cái này tâm chốt cho anh em bà con luôn á là 270 triệu, 270 triệu cho con Ford Ranger đời 2009 và đăng ký giấy tờ 2010, sổ sách là 2009, động cơ là 2.5, sử dụng là dầu diesel 2 cầu, số sàn 2 cầu, đẹp lắm, rất là đẹp, chính chủ. Xe này anh em muốn sang tên ký giấy ha, rút hồ sơ gì là đều được hết ha. Tướng mạo rất là đẹp, biển số 93C001185. Xe này Tâm đang đứng ủy quyền. Anh em muốn ký rút hồ sơ gì là đều nhẹ nhàng và gọn gàng hết nha. Tướng mạo rất là đẹp, thanh thoát. Anh nghe nè. Lấy đi. Đó anh em nhìn thấy ha, rất là đẹp nha, đẹp chuẩn luôn ha. Đèn đuốc nè, đẹp không? 93C, C có nghĩa là dòng bán tải nha anh em. Đó thì hôm nay nè, Tâm view lên một số xe trong salon của mình, để mong là anh em bà con tìm đúng nơi đúng chỗ và đặt cái niềm tin vô ở một nơi nào đó mà mình cảm thấy yên tâm, để lựa chọn cho mình một sản phẩm để về phục vụ gia đình đi lại không. Trong những ngày mưa gió này khó khăn, rồi dịch bệnh này, mình có cái xe mình đi nó cũng hết sức là an toàn và cẩn thận hơn. Thì mong anh em bà con hãy tìm hiểu thật kỹ, nên chọn và đặt niềm tin vô ở nơi nào cần đặt ha. Thì nếu mà anh con bà con mà cứ yêu thích bên salon em á, thì hãy gọi điện cho em, là em là tên là Tâm, tên trong giấy tờ là Nguyễn Duy Tâm, số điện thoại em là 0917215512 nha. Được sự ủng hộ của bà con trong thời gian vừa qua, tháng 6 này em bán được 57 xe mà toàn là bà con ở các tỉnh luôn, tỉnh nào Tâm cũng giao hết á. Tâm cứ alo rồi cho Tâm cái địa chỉ là Tâm chạy tới nơi luôn, bàn giao cho anh em bà con. Nhưng mà như vậy á, mà Tâm tạo điều kiện vậy là hai bên cùng dễ mua và dễ bán ha. Nên trong thời gian vừa qua được sự đồng tình bà con rất là nhiều. Thì bà con nào có nhu cầu như vậy á, thì hãy gọi cho Tâm, mua xe ngồi tại nhà không cần phải đi gì hết, đặt cọc cho Tâm vài triệu rồi Tâm sẽ đem xe xuống Tâm giao tận nhà. Xong chừng nào có hồ sơ giấy tờ đưa trước Tâm một ít tiền, Tâm cho lại dâm lại một ít. Chừng nào có hồ sơ giấy tờ xong rồi liên hệ là chuyển hết, rồi Tâm gửi hồ sơ cho anh em bà con về sang tên. Nếu anh em bà con tự đi sang được thì sang, còn tự sang tên không được thì Tâm sẽ nhờ dịch vụ anh em người ta sang luôn. Thì mong anh em bà con hãy ủng hộ, nếu mà có yêu thích xe nào thì gọi cho Tâm nha. Số điện thoại Tâm lúc nào là Tâm cũng để trên là 0917215512 nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em bà con ạ. Alo.